Anh à, ở nơi đó anh đang làm gì? Có biết là nơi đây em nhớ anh lắm không? Ở Việt Nam đang là mùa hè, nóng thấy mẹ luôn. Ở bên anh có nóng lắm không? Nóng như thế này mà có anh bên cạnh nữa, chắc là ấm dữ lắm á anh ha. Khi nào anh về, anh nhớ mua áo ấm cho em nha. Còn không thì khăn choàng cũng được. Cuộc sống ở Việt Nam của em cũng ổn định dữ lắm. Anh nhớ là phải gửi tiền nhiều cho em đó nha. Nhất định là em sẽ ổn định hơn nữa. Hả, cái gì đó? Hả? Thôi đi ra đi bà ơi, hồi nách quá à. Tôi không thích ở mấy người ở giờ đâu. Đã nói là không thích ơ mấy người ở dơ mà. Đi ra đi bà nội. Mê trai cũng vừa vừa thôi chứ. Trời đất ơi cái bà này. Mê trai vừa thôi tôi bị bóng má ơi. Đụng vô người tôi nữa. Để ta ngủ đi. Ai tàu hũ nước đường chè đậu xanh hột é không? Sao nay mày chuyển nghề rồi luôn? Bây giờ làm ăn khó khăn quá ông ơi. Phải đi kiếm thêm thôi, kiếm thêm. Đâu đi con mày bán gì vậy? Tàu hũ hột é hả? Tàu hũ hột é. Bên này bên nước ngọt mà hột é gì mày? Không phải phải đâu. Đây là hột é ngọt. Hột é đâu lạ vậy mày? Đâu thử coi. Nhưng mà có mua không mà thử. Thử rồi không mua là tôi chửi á. Ủa Việt Nam giờ này làm ăn thất bại bê bết lắm thì sao? Phải chuyển nghề dữ vậy hả luôn? Ai cũng có lúc lên voi xuống chó mà. Ủa vậy là mày có lên voi rồi hả? Đã từng lên voi. Rồi giờ mày xuống chó hả? Tôi nè, chó nè. Thôi được rồi, thấy mày cũng khổ cũng tội quá. Để đây tao ủng hộ tao mua hết cho. Rồi đây. Vậy là ông mua hết luôn hả? Ừ, mua hết. Tao nói là tao làm à. Hai bịch này nhiêu? Hai bịch lấy rẻ thôi. 20 triệu. Ha, 20 triệu. Cái gì? 20 triệu hả? Mày cắt cổ hả mày? Vậy mới lên voi lại được chứ. Nè, ăn đi con. Này nó giống gì mà ngon dữ hả? Cho miếng nữa đi. Ngon đúng không? Được rồi, cho miếng nữa nè. Mập. Ngon. Ê, ngon, quá ngon. Miếng nữa đi. Miếng được không? Cái mập. Ngon không? Ê, ủa, sao thấy mẻ vậy? Mày cho miếng nè. Ủa sao ăn sao trước quá vậy không thấy gì trơn vậy? Nữa nè. Cảm ơn. Ủa sao kỳ vậy? Sao ăn hết ngon rồi? Kỳ vậy nè, thử coi. Nó vẫn là thứ đó mà. Sao vẫn thứ đó mà không có mùi gì hết trơn hả? Thử lại coi. Ủa sao kỳ vậy? Sao tôi có cảm giác tôi ăn cái đầu ngón tay của ông không à? Ông chơi tôi phải không? Có gì đâu. Ba ơi dậy đi ba. Sáng rồi ba. Trưa luôn rồi. Trễ lắm rồi ba. Ba dậy đi. Qua ba hứa ba dẫn con hôm nay đi tỉa lông, đi spa, massage gì mà. Ngủ hoài nha ba. Dậy đi. Ba làm biến quá lần ơi. Làm người đừng làm như vậy. Đã hứa thì phải giữ lời nha. Nhưng mà ba làm biến quá, để bữa khác nha con. Không có bữa khác gì á. Muốn bữa nay à. Dạo này ngứa người dữ lắm rồi. Vậy đi ba. Dẫn con đi đi. Đi mà. Thôi làm biến quá. Tại sao trên đời này vẫn tồn tại những người như ba vậy nhỉ? Vậy thôi bây giờ con lên bút nhanh chấm cơm. Con đặt vé trước nha. Cho ba ngủ thêm miếng rồi đó. Biết rồi. Nhưng mà đặt cái đó tốn tiền không? Không có tốn nhiều đâu. Ở trên bút nhanh chấm cơm có cái mã code Lucute tức là con nè. Gõ vô cái mục điền thông tin là sẽ được đi một tặng một à. Thôi được rồi, vậy con đi đặt đi. Thôi ơi, tôi đặt xong mà ông đi rồi, ông liệu hồn với tôi đó nghe không? Ba 4 sao lần á. Biết rồi, mày đặt đi thường vào quá. Nói chứ đặt tối qua rồi, thôi giờ đi luôn đi ba. Vậy đi, đi lên. Mực nè, bây giờ ba nói nếu như hai cái bánh quy này được sản xuất từ Trung Quốc thì con sẽ làm gì? Nói cho ba nghe coi. Làm gì hả? Tôi nhai nè, tôi nhai, cho nát, cho nhiễn, cho nhừ, cho bỏ, ghét. Xong rồi tôi nhả xong đạp, nuốt mẹ ơi, kỹ ta.